Đây là chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho quý vị những thông tin được quan tâm trong ngày. Và hôm nay 21 tháng 3 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Khen thưởng ban chuyên án triệt phá đường dây ma túy lớn nhất từ trước tới nay. Giá điện tăng dù chuẩn bị nhưng các doanh nghiệp vẫn lo lắng. Thưa quý vị, như 60 giây đã đưa tin, vào chiều ngày hôm qua 20 tháng 3, lực lượng công an đã triệt phá chuyên án ma túy lớn nhất từ trước tới nay, thu giữ tới 300 kg ma túy và bắt giữ 11 đối tượng có liên quan. Đây là một trong các đường dây vận chuyển mua bán ma túy đá cực lớn từ khu vực Tam Giác Vàng ở Myanmar sang Lào, rồi vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum, đưa về thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành để tiêu thụ. Ghi nhận thành tích nổi bật này, trưa nay lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi và khen thưởng các thành viên của ban chuyên án. Tất cả các đường dây trong chuyên án đều do các đối tượng người Lào và Trung Quốc cầm đầu với thủ đoạn tinh vi là mở công ty Bình Phong để nhập hàng hóa về nhằm che đậy hành vi phạm pháp. Tại các cơ sở tàng trữ ma túy luôn trang bị thiết bị theo dõi và có lực lượng canh giữ hùng hậu. Để phá đường dây này, 13 lực lượng đơn vị cùng 100 cán bộ chiến sĩ đã hoạt động suốt 60 ngày đêm dọc theo tuyến biên giới Việt Nam-Lào. Đây là đường dây mà thu giữ được cái số lượng ma túy tổng hợp dạng đá đặc biệt lớn, đánh giá là lớn ở trong khu vực. Nguồn ma túy được thẩm lậu trực tiếp từ Myanmar qua Lào, xong rồi vào Việt Nam và trung chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ. Quá trình thông tin thu thập của lực lượng công an hết sức khó khăn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trao bằng khen và thưởng 100 triệu đồng cho ban chuyên án. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng tặng 50 triệu đồng cho đoàn 3 Cục Phòng chống ma túy và tội phạm. Như tin đã đưa, vào chiều qua, khoảng 100 cảnh sát đã bao vây một căn biệt thự ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, cơ quan chức năng đã bắt quả tang một xe tải chứa 300 kg ma túy đá có giá khoảng 600 tỷ đồng. Hiện đội chuyên án đang tiếp tục phối hợp với công an địa phương và cảnh sát nước ngoài đấu tranh mở rộng vụ án ma túy đặc biệt lớn này. Thưa quý vị, Bộ Công Thương đã chính thức thông báo giá bán lẻ điện bình quân năm 2019 được điều chỉnh tăng khoảng 8,36% kể từ ngày 20 tháng 3. Và dù cho rằng là tăng giá điện là cần thiết, nhưng nhiều chuyên gia, doanh nghiệp vẫn lo lắng vì khi chi phí đầu vào tăng sẽ khiến giá thành sản xuất tăng cao. Nhiều doanh nghiệp cho biết đã áp dụng các biện pháp để cắt giảm chi phí sản xuất, trong đó có cả tiết kiệm điện, nhưng giá điện tiếp tục tăng cao vẫn gây nhiều khó khăn. Quốc tế người ta đưa sản phẩm hàng hóa rẻ, chất lượng vào cạnh tranh. Điện mà tăng đến 8,3% thì cũng là một cú sốc. Giá điện tăng cũng gây lo ngại bởi có thể tác động đến chỉ số giá tiêu dùng CPI, tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP và đời sống của người dân. Cơ quan chức năng phối hợp kiểm toán, kiểm tra đánh giá cái mức chi phí đó đã đúng hay chưa? Bộ Công Thương cho biết giá điện của Việt Nam thấp nhất trong nhóm các nước phát triển. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là phép tính mang tính cơ học. Chúng ta còn rất là nhiều cái phải so sánh. Chi phí cung ứng, những cái loại thuế, phí mà nhà nước muốn đưa vào trong cái biểu giá điện. Những cái so sánh như thế thì nó không có nhiều cái ý nghĩa lắm. Rõ ràng, phía cơ quan nhà nước đã tính toán được các tác động và việc tăng giá điện là cần thiết. Nhưng về phía doanh nghiệp, họ cũng mong mọi thứ thật rõ ràng minh bạch và có một lộ trình tăng giá phù hợp để chủ động lên kế hoạch sản xuất kinh doanh cho cả một năm. Những biến động của dịch tả heo châu Phi ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý người tiêu dùng. Người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng thịt bò, thịt gà hay thủy sản, khiến sản lượng tiêu thụ và giá cả thịt heo giảm hẳn. Ghi nhận của chương trình tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay. Tại chợ Hòa Bình, nhiều tiểu thương cho biết cả tháng nay lượng khách mua thịt heo giảm hẳn. Tới thời điểm này, sức mua của người dân về cái mặt hàng gà heo thì phải nói là có giảm khoảng từ 27-30%. Về giá thì giảm khoảng từ 5-10 ngàn. Thịt heo trong các siêu thị có phần nhỉnh hơn so với chợ, nhưng sức mua vẫn cao hơn vì người tiêu dùng cảm thấy an tâm về nguồn gốc. Hiện các doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu trước tình hình hiện nay. Gà, thịt bò nó tăng lên tương ứng với cái số giảm của heo. Nếu mà cái tâm lý người tiêu dùng vẫn còn e ngại sử dụng thịt heo thì trong thời gian tới công ty sẽ tăng cường từ thịt gà cho thị trường thể tăng lên 100-150 tấn một tháng. Theo Ban An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh tả heo châu Phi không lây và không gây bệnh cho người. Vì vậy, cơ quan chức năng phải lập hàng rào ngăn chặn không để cho heo chết lưu thông trên thị trường. Còn người tiêu dùng không nên tẩy chay thịt heo, thay vào đó hãy tin tưởng vào khả năng ngăn chặn heo bệnh, thu thập thêm kinh nghiệm để nhận biết thịt heo ngon và chế biến heo đúng cách.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chốt lịch thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Theo đó, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 25 tháng 6 đến 27 tháng 6. Theo đó, lịch thi cụ thể như sau: chiều ngày 24 tháng 6, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi. Ngày 25 tháng 6 buổi sáng, các thí sinh thi ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều thi môn toán, thời gian làm bài 90 phút. Ngày 26 tháng 6 buổi sáng, thi môn khoa học tự nhiên, buổi chiều thi ngoại ngữ. Ngày thi cuối cùng 27 tháng 6, các thí sinh sẽ thi môn khoa học xã hội. Theo thông báo của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, do công tác di dời và đấu nối tuyến ống để xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, khu vực phường Bến Nghé, quận 1 sẽ bị gián đoạn cung cấp nước một số thời điểm trong các ngày từ 21 đến 23 tháng 3. Do việc di dời và đấu nối tuyến ống cấp nước phi 250 trên đường Tôn Đức Thắng, khu vực phường Bến Nghé, quận 1, trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị gián đoạn cung cấp nước trong các khoảng thời gian từ 22 giờ ngày 21 tháng 3 đến 5 giờ ngày 22 tháng 3 và từ 22 giờ ngày 22 tháng 3 đến 5 giờ ngày 23 tháng 3. Tổng công ty cấp nước Sài Gòn đề nghị các cơ quan đơn vị, trường học, doanh nghiệp và các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng có kế hoạch dự trữ nước để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong các khoảng thời gian nói trên. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị các quận huyện thực hiện nghiêm công tác vệ sinh môi trường cầu đường. Việc này đã được thành phố phân cấp cho Ủy ban Nhân dân các quận huyện kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, nhưng nhiều khu vực vẫn nhếch nhác, gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị. Sở đã đề nghị Ủy ban Nhân dân quận 7 và huyện Bình Chánh chỉ đạo tăng cường dọn dẹp vệ sinh rác thải, cây cỏ trên đường cầu, nhất là tại các miệng cống thoát nước để cải thiện môi trường, giảm ngập nước trong mùa mưa và chiều cường. Tiếp theo trong mảng an ninh trật tự. Di dời an toàn hầm đạn pháo cực lớn ở Hướng Hóa, Quảng Trị. Công an Đồng Nai bắt giữ hai đối tượng đánh bạc chống trả lực lượng thi hành công vụ. Thưa quý vị, vào khoảng 12 giờ trưa nay, đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã di dời một hầm đạn pháo cực lớn với hàng trăm quả đạn pháo cối. Hầm đạn do một người dân phát hiện tại rẫy chuối trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa. Trước đó, ông Nguyễn Văn Dũng, trú tại thôn Cổ Thành đang làm rẫy thì phát hiện một đầu đạn trồi lên mặt đất. Nhận được tin báo, đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị cùng các đơn vị chức năng đã khoanh vùng bảo vệ hiện trường. Gần 100 quả đạn pháo cối 60, cối 82, B40 và các kíp đạn đã được đưa lên mặt đất an toàn. Ông Trần Văn Thành, đội trưởng đội rà phá bom mìn cho biết toàn bộ số đạn pháo nói trên các ngòi nổ còn rất mới, vì vậy dễ phát nổ khi tiến hành đào bới. Theo người dân địa phương, ở thôn Cổ Thành hiện vẫn còn rất nhiều bom đạn nằm lẫn trong đất vườn, đất rẫy của người dân. Đội rà phá bom mìn đang tiến hành đưa số đạn pháo trên đến nơi tập kết an toàn để tiến hành hủy nổ. Hôm qua, hai người đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Theo thông tin ban đầu, vào tối cùng ngày, tài xế Bùi Tấn Dũng ngụ ở huyện Sơn Hà điều khiển xe tải chở gỗ. Khi xe đến khu vực thuộc thôn Hà Bắc, xã Sơn Hà, thì va chạm với xe máy do anh Đinh Văn Thương ở xã Sơn Hà điều khiển, phía sau chở theo em Đinh Huy Hoàng, 10 tuổi. Vụ tai nạn đã làm anh Thương và em Hoàng tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Hiện vụ việc đang được công an huyện Sơn Hà điều tra làm rõ. Được biết, xe tải trên đã chở gỗ quá khổ, quá tải khi tham gia lưu thông. Đêm qua, công an huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã bắt khẩn cấp đối tượng La Vi, 27 tuổi, trú huyện Hoài Nhơn về hành vi hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản. Trước đó, vào chiều ngày 19 tháng 3, sau khi đi nhậu về, La Vi đi ngang qua một trường tiểu học ở Hoài Nhơn, thấy một bé gái sinh năm 2011 trú xã Hoài Lương, huyện Hoài Nhơn đang chơi phía trước, đã nảy sinh ý đồ đồi bại. Vi dụ dỗ cháu bé lên xe chở về nhà, nhưng sau đó chở đến nghĩa trang xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn thực hiện hành vi hiếp dâm, đồng thời cướp đôi bông tai của bé rồi chở bé về lại chỗ cũ. Nhận tin báo của gia đình nạn nhân, công an huyện Hoài Nhơn phối hợp với cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Định nhanh chóng làm rõ và bắt giữ đối với La Vi. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi củng cố chứng cứ, sáng nay, công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Đoàn Hoàng Minh, 33 tuổi, về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trước đó, vào ngày 15 tháng 12 năm 2018, Minh rủ em N, 14 tuổi là em vợ của mình đến cửa sông thuộc ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ để giăng lưới bắt cá. Sau đó, trong lúc chờ cuốn lưới, Minh đã giở trò đồi bại với em N. N đã kháng cự quyết liệt và may mắn thoát ra bỏ chạy.
Sau đó, sự việc đã được trình báo với cơ quan công an. Hôm qua, trong lúc làm nhiệm vụ vây bắt các đối tượng đánh bạc, hai chiến sĩ công an xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bị đánh trọng thương. Hai đối tượng chống người thi hành công vụ gồm Trần Hồng Phúc, ngụ thành phố Biên Hòa và Dương Văn Chưởng, quê Cà Mau, đã bị bắt giữ. Khoảng 11 giờ đêm qua, một số đối tượng tụ tập đánh bài ăn tiền tại nhà Trần Hồng Phúc thuộc ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước. Khi 4 công an viên xã Tam Phước đến hiện trường, các đối tượng này đã bỏ chạy. Trong lúc công an đang lập biên bản thu giữ tang vật, thì Phúc và Chưởng đã đánh vào lưng của chiến sĩ Nguyễn Phạm Hoàng Trí rồi bỏ chạy. Sau đó, cả hai còn quay lại, tiếp tục dùng một cây sắt đâm vào chiến sĩ Nguyễn Danh Yên khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi được tăng cường lực lượng, công an xã Tam Phước đã khống chế được Phúc và Chưởng, đồng thời đưa hai chiến sĩ công an bị thương đi cấp cứu. Lại thêm một vụ việc liên quan đến ma túy đá. Khuya hôm qua, một thanh niên trong khi ngáo đá đã liên tục dùng kéo tự đâm vào người mình, phải nhập viện cấp cứu ở Bến Tre. Thanh niên này tên Nguyễn Văn Tê, 30 tuổi, ngụ xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 11 giờ đêm qua, trong cơn ngáo đá, Tài đã dùng kéo đâm vào cơ thể mình gây thương tích, được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Tại bệnh viện, Tài tiếp tục dùng dao lam cắt vào người. Rất may các y bác sĩ và lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế và điều trị vết thương, nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Vụ việc trên cũng là lời cảnh báo về hậu quả khôn lường từ việc sử dụng ma túy đá và công tác quản lý người nghiện ma túy hiện nay. Tin cập nhật giờ chót. Phát hiện dương tính với ma túy, tài xế cho rằng do uống thuốc tây. Chui vào gầm container, người đàn ông thoát chết thần kỳ. Sau cùng là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Trong buổi kiểm tra chiều nay, lực lượng chức năng huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện nhiều tài xế dương tính với chất ma túy. Đáng nói, có trường hợp tài xế khẳng định dương tính với ma túy là do uống thuốc tây. Theo đó, qua kiểm tra hàng chục tài xế xe tải, container ra vào khu vực khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Nhà Bè đã phát hiện hai trường hợp tài xế điều khiển xe container dương tính với chất kích thích. Tuy nhiên, trường hợp của tài xế Nguyễn Văn Nam, quê Phú Yên, lại cho rằng trước đó đã uống thuốc điều trị bao tử nên có thể dẫn đến kết quả dương tính với morphine. Cơ quan chức năng đã đưa tài xế Nam về trụ sở công an để tiếp tục thử nước tiểu kiểm chứng kết quả. Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, số vụ việc phát hiện có sử dụng ma túy đã giảm nhiều. Cũng trong buổi kiểm tra, nhiều xe khách, ô tô vi phạm lỗi không thắt dây an toàn trong quá trình lưu thông cũng bị xử phạt. Đầu giờ chiều nay, người dân sống trên đường Nguyễn Duy Trinh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến một vụ tai nạn giao thông hy hữu. Khoảng 13 giờ, xe container chở theo thùng hàng lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh hướng đến cảng Phú Hữu. Khi xe chạy đến gần đường số 970 thuộc phường Phú Hữu, thì bất ngờ một người đàn ông khoảng 50 tuổi lao đầu vào bánh sau của xe container. Nạn nhân bị giằng ra ngoài, may mắn thoát chết trong gang tấc. Tài xế xe container sau đó đã dừng lại và cùng người nhà đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương ở đầu. Tuyến đường Nguyễn Duy Trinh được coi là cung đường tử thần, do mặt đường nhỏ hẹp, nhưng có rất nhiều xe container ra vào cảng. Chương trình 60 giây xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những câu chuyện thú vị sẽ tiếp tục được cập nhật trong chương trình 60 giờ sáng mai lúc 6 giờ 30 phút. Mời quý vị đón xem. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.